Rồi, à, cái wifi là Tiki Guest đó nha. Hai. Mọi người ra sau kia đi, mình cũng phải má tim đi qua đi mà đi. Ra đây. Ai đang chồng hết cơ một kia nào. Thôi cũng được, mình ăn lại đi để mọi người xuống. Dạ chị Phương. Để là dạ. Thì đây là cái thời gian để mà mình gặp gỡ, mình nói chuyện với nhau chứ không cho mình offline đâu nói chuyện được. Offline là mọi người lên ngồi mình nghe không à. À bây giờ mới gặp nhau. Đúng. Hai. À, cái này này. Rồi lấy đi. Get luôn, chơi luôn, accept luôn, install luôn. Cài được chưa? Hả? Trời 100% cô tông mà. Có, ở dưới á. Được chưa? Cần hỗ trợ gì không? Reader chứ. Mình đọc mà. Để cái này đúng không anh? Cái gì cũng được, đúng rồi nó đó. Tại vì quá trời người vào mà. Quê hoa nào chịu nổi. Nó đó, đúng rồi, cứ bình tĩnh đi, không sao đâu. Có gì mình chết thôi, chết đi. Có gì mình không có ý được thôi, chửi thẳng cho bạn sao. Không cần phải đi tắt. Không cần phải đi tới đâu nữa. Anh tắt wifi liền bây giờ.